Hello, xin chào anh em, chào Nguyễn Thường Mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về nguyên liệu hoa oải hương lavender. Thực tế mà nói thì cùng với hương hoa diên vĩ iris thì oải hương cũng là một cái nguyên liệu mà mình cũng khá là thích. Trong ngành pha chế nước hoa thì cái mùi hương của lavender nó cũng rất là đa dạng, nó cũng rất là nhiều sắc thái. Ví dụ khi mà kết hợp cùng với bạch đậu khấu và vani thì nó tạo nên cái mùi hương rất là nồng nàn, ngọt ngào. Hoặc là khi kết hợp cùng với tiêu, gỗ tuyết tùng và vetiver, nó sẽ tạo nên một cái mùi hương, một dạng kiểu fresh, spicy. Đó, rất là nhiều cách kết hợp để tạo nên cái mùi hương khác nhau của hoa oải hương. Và trong cái video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ gợi ý đến anh em top 8 chai nước hoa có sử dụng nguyên liệu hoa oải hương. Để mà ví dụ như các anh em nào đang có ý định tìm hiểu về lavender, mình rất hy vọng trong video này thì các anh em có thể tìm hiểu một vài thêm thông tin. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em hãy click vào đường link mình để phần mô tả bên dưới để có thể ủng hộ mình một vài sản phẩm. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với video của mình ngày hôm nay. Top 8 chai nước hoa có sử dụng nốt hoa oải hương mà các anh em có thể tham khảo. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm rất là quen thuộc của nhà Salvatore Ferragamo và nó có tên là F Black. Đây luôn luôn là một trong những chai nước hoa ngon bổ rẻ, chắc chắn là luôn luôn được nhắc đến list top 10 chai nước hoa ngon bổ rẻ. Được điều chế bởi perfumer rất nổi tiếng của nhà Chanel hiện tại, đó là Olivia Pope. Mùi hương chai nước hoa này có sử dụng nốt nguyên liệu oải hương. Mặc dù nó không phải là một mùi thuần, có nghĩa là dễ ngửi về oải hương, mà nó sẽ kết hợp cùng với táo, một chút ngọt. Thế nhưng khi mà xịt mùi hương của chai nước hoa này ở một ít nhiều ở một cái giai đoạn thẩm mùi nào đó thì chúng ta sẽ cảm thấy khá là rõ ràng nốt lavender. Đó là nếu như các anh em nào muốn tìm hiểu mùi hương của oải hương nó như thế nào và không tốn quá nhiều tiền thì Salvatore Ferragamo F Black chính xác là cái mùi hương như thế. Do đó vị số 8 mình muốn giới thiệu anh em một sản phẩm của nhà Salvatore. Ở vị trí số 7 đó là sản phẩm của nhà Prada và chai nước hoa này có tên là Prada Luna Rosa. Có thể nói là chai nước hoa này luôn luôn bị lép vế so với dòng series sản phẩm Prada Lome, Lome Intense, Low Lome hoặc là một số những chai nước hoa sử dụng hoa diên vĩ, bởi vì nhà Prada rất mạnh những cái sản phẩm một dạng kiểu shopee, nó rất là nhà Prada rất là mạnh. Thì ở chai nước hoa này với cái mùi hương của hoa diên vĩ nói chung là hết sức là đơn giản, mùi hương của chai nước hoa này không có gì là quá phức tạp. Nó rất là nam tính, rất là đơn giản, nó rất là nam tính. Và chúng ta có thể sử dụng trong rất nhiều dịp đi chơi, đi cà phê, đi gặp gỡ. Chúng ta hoàn toàn có thể xịt chai nước hoa này mà không ngại ngần bất kỳ một cái sự phản ứng nào từ người ngửi. Bởi vì như mình đã nói, đây là một cái mùi hương nhẹ nhàng, đơn giản và nam tính. Do vậy, nếu như các anh em nào mà tầm từ khoảng 25 đó đổ lên và chúng ta cần một cái mùi hương có cái sự đơn giản và đa dụng nữa thì Prada Luna Rosa là cái sản phẩm mình muốn gợi ý cho các anh em. Ở vị trí số 6 tiếp tục lại là một sản phẩm của nhà Prada và nó có tên là Prada Luna Rosa Extreme. Đây là một mùi hương có sự kết hợp giữa tiêu, hoa oải hương và một vài nguyên liệu khác, và nó có nét tương đồng với một sản phẩm khác của nhà Victor Robert Spice Bomb. Tuy nhiên ở chai nước hoa này thì nó nhẹ nhàng hơn, nó không bùng nổ, nó không có một cái gì đó năng động giống như sản phẩm của nhà Victor Robert. Mà ở chai nước hoa này thì nó vẫn theo cái phong cách làm mùi rất là nam tính, rất là lịch sự của nhà Prada. Như vậy, nếu như kênh em nào yêu thích cái mùi hương của Spice Bomb, thế nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng cái mùi hương đó quá là năng động, nó quá là hơi bị trẻ trung so với mùi hương của so với phong cách của mình, mà chúng ta thích cái mùi hương nào có cái nét tương đồng với Spice Bomb thì Luna Rosa Extreme, sản phẩm của nhà Prada, chính xác là cái sự thay thế. Ở vị trí số 5, Lanu Delon, chai nước hoa mình rất là yêu thích. Nhắc đến Lanu Delon thì chúng ta ngay lập tức sẽ nghĩ đến sự kết hợp rất là tuyệt vời giữa bạch đậu khấu và oải hương.
một cái mùi hương có thể gọi là bất kỳ khi nào mà chúng ta muốn hẹn hò vào buổi tối chẳng hạn, và chúng ta đang phân vân không biết nên dùng mùi nào, thì Lanudalone chính xác là cái mùi như thế, luôn luôn là cái sự mùi hương mình rất là yêu thích. Ok, ở vị trí số 4 là một sản phẩm của nhà Chanel và nó có tên là Angustie. Angustie thì tiếng Pháp thì mình không, ở chai nước hoa này thì mình không có ở đây bởi vì có hai lý do. Cái thứ nhất đó là nó khá là classic, nó rất là classic đối với mình, và cái thứ hai nữa nó là một cái mùi hương của Big Boss đó. Ngửi cái mùi hương đấy chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là sang trọng, nó rất là một cái đẳng cấp, nó rất là cao. Do đó bản thân mình thì mình cảm thấy là với một anh nhân viên quèn như mình thì mình cảm thấy mình không hợp, do đó mình không sở hữu chai nước hoa này. Thế nhưng anh em nào hiện tại đang làm manager và chúng ta cần một cái mùi hương để làm sao mà nó hợp với cái vị trí của chúng ta thì Chanel Agusti cũng là một cái sản phẩm mà mình muốn giới thiệu cho anh em. Đó là vị trí số 4. Ở vị trí số 3 đó là một sản phẩm của nhà Dior, một sản phẩm cũng ra mắt rất là lâu đời rồi, đó là Dior Fahrenheit. Thật khó để nhận biết được chai nước hoa này có sử dụng một nốt nguyên liệu hoa oải hương một cách rõ rệt, bởi vì nó còn kết hợp với rất rất nhiều những nốt nguyên liệu khác. Có thể gọi chai này là một nốt một mùi hương oải hương phức tạp. Với mùi hương này thì thực sự mà nói đến hiện tại thì cũng rất là kén người dùng, bởi vì với những cái chai nước hoa có cái lịch sử lâu đời thì mùi hương hiện tại nó khá là khác so với cái xu thế hiện tại. Nếu như các anh em nào thuộc cái suy nghĩ old school, những suy nghĩ của người thế hệ cũ, thì chúng ta có lẽ sẽ thích cái mùi hương của Dior Fahrenheit. Nhưng còn với hiện tại thì mình không nghĩ rằng có nhiều anh em thích mùi hương chai nước hoa này. Ở vị trí số 2 đó là một sản phẩm của nhà Maison Francis Scotchard và nó có tên là Masculine Pourrière. Mình vừa mới xịt chai nước hoa này. Với cái mùi hương của hoa oải hương rất rất là tinh tế và mình nghĩ rằng nó rất là nhẹ nhàng, tinh tế. Đây là một mùi hương khá là đa dụng. Nếu như trong mùa xuân, mùa thu hoặc là chớm lạnh mùa đông mà chúng ta cần cái mùi hương cũng giống như Prada Luna Rosa, mà chúng ta cần một cái mùi hương đa dụng có thể đi vào mọi nơi, mọi lúc và mọi dịp, thì Maison Francis Scotchard Masculine Pourrière chính là cái mùi hương như thế mình muốn giới thiệu anh em ở vị trí số 2. Và cuối cùng ở vị trí số 1, chai nước hoa của nhà Jean Paul Gaultier Le Mar, một quả bom sách, một mùi hương sexy cho các anh em, một cái mùi hoa hương oải hương nồng nàn và quyến rũ. Các anh em nào nếu như yêu thích một cái mùi hương nó hơi bị thiên hướng một nữ về một chút nữ và sexy, thì Jean Paul Gaultier Le Mar chính là cái mùi hương như thế. Mình nghĩ rằng không cần phải nói nhiều về chai nước hoa này, rất rất nhiều các anh em đều đã biết một sản phẩm có thể gọi là tiêu biểu của nhà Jean Paul Gaultier. Thì vừa xong mình vừa gợi ý cho anh em top 8 chai nước hoa có sử dụng nước nguyên liệu hoa oải hương lavender. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.